Hôm nay mình có một câu chuyện khá là thú vị để kể cho anh em cùng nghe. Thì trước hết chúng ta sẽ cùng trả lời một câu hỏi, đó là những người chơi trong 2BHT ghét nhất là thứ gì? Có thể là máy gây lắc, mấy thằng hay chửi thề ở trong chat, hoặc là hàng tá những thứ khác. Nhưng mà thực sự thứ duy nhất mà làm những người chơi trong server không luật lệ lâu đời nhất của thế giới 2B2T cực kỳ phẫn nộ và lên án và tẩy chay nó, đó chính là những lời nói dối, những thanh niên dối trá. Đặc trưng của những thanh niên này là gì? Thường xuyên xuyên tạc về một sự kiện trong lịch sử của 2B2T hoặc là nói dối về những gì đã gây nên sự kiện đó. Nếu mà quá khó hiểu thì chúng ta có thể gọi nôm na những thanh niên này là những thành phần đu càng. Thì những thành phần đu càng này, ví dụ như là ông Amos Smith thường xuyên xuyên tạc về những sự kiện trong lịch sử xoay quanh server 2B2T. Ngoài ra thì còn có những YouTuber xuyên tạc về lịch sử của 2B2T. Những thế hệ YouTuber này muốn mượn danh server 2B2T để có thể kiếm được càng nhiều view càng tốt cho mình bằng cách họ kể những câu chuyện huyền bí, nghe có vẻ khá là đỉnh cao đối với một số người chơi Minecraft thực sự không hiểu gì về 2B2T. Nếu những câu chuyện đó không liên quan đến mình thì mình không nói làm gì, nhưng câu chuyện lần này lại liên quan đến mình. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu video của ngày hôm nay nào. Lời nói dối của một YouTuber về 2B2T. Tầm vài ngày trước thì có một người chơi đã nhắn tin cho mình. Người chơi này có tên trong Discord là City, một trong những công nhân xây dựng nên công trình Pixel Art của Usada Pekoda hoàn toàn bằng Obsidian ở trên bản đồ 2B2T. Công trình này khá là thú vị, anh em nào muốn tìm hiểu thêm thì có thể qua channel của Fit MC để coi nha. Thì anh ta đã nhắn cái gì với mình? Tuy không phải là một người Nhật Bản, nhưng mà anh ta cũng có biết chút ít và có hiểu về ngôn ngữ Nhật Bản. Anh ta tìm ra được một trong những thanh niên làm YouTube ở Nhật Bản vô cùng nổi tiếng làm về 2B2T. Và đặc biệt hơn nữa là anh City này, anh cam đoan với mình rằng hầu hết tất cả những câu chuyện YouTuber Nhật Bản này kể đều là sai sự thật. Anh chàng này có tới 500.000 subscribers, vậy là chúng ta có thể nhận định rằng hơn 500.000 người đã tin những lời đến từ miệng của thanh niên này nói. Hơn 500.000 người đã hiểu sai hoàn toàn về lịch sử của 2B2T. Dạo gần đây, anh ta đã làm một video về The Drain. Và không phải là The Drain gốc, mà đó là The Ultimate Drain, căn cứ cổng thoát nước mùa thu, là tác phẩm của một nhóm người lạc lối đột nhiên tìm thấy nhau và xây dựng tại căn cứ này. Và trong đó tất nhiên có cả mình. Nhưng mà trong video của thanh niên đó, được anh bạn City dịch ra, thì cái thanh niên này đã nói gì? Căn cứ Drain đã thực sự không bị phá hủy. Nó đã tồn tại từ năm 2016 đến năm 2020. Octopia và Willy Roop đã mời Jack the Ripper đến với The Drain, và cuối cùng cả ba người họ xây nên căn cứ cống thoát nước mùa thu. Cái thanh niên này còn không đề cập tới bất kỳ một người công nhân xây dựng nào bỏ thời gian ra để xây dựng lên căn cứ cống thoát nước mùa thu. Anh ta bịa ra toàn bộ một câu chuyện hoàn toàn mới xoay quanh cái căn cứ này của mình. Và theo như tìm hiểu của mình và City, không phải là do thanh niên này không biết tiếng Anh. Vào khoảng phút 4:48 giây thì thanh niên này rõ ràng có đọc một cụm từ tiếng Anh được viết lên trên một công trình. Vậy chắc chắn rằng thanh niên này cố ý tạo dựng lên một câu chuyện hoàn toàn khác biệt so với lại thực tế, xoay quanh những công trình trong 2B2T và những sự kiện lịch sử trong 2B2T. Anh ta còn bịa lên một câu chuyện, đó là ban hội mang tên The Infinity Incursion, dịch nôm na qua tiếng Việt là cuộc xâm lăng vĩnh cửu, đã cố gắng hack cái máy tính của anh ta để có thể có được tài khoản Minecraft của anh ta. Nhưng mà đến khi anh em mình hỏi người đứng đầu của The Infinity Incursion là Baki, thì Baki lại nói là đâu, tao có biết thằng đó đâu. Và đúng như vậy đấy, thanh niên YouTuber người Nhật kia hoàn toàn bị đặt lên tất cả những câu chuyện về 2B2T nhằm trục lợi và kiếm tiền từ nó. Mọi chuyện không dừng lại ở đó. Sau khi thấy được video kể một nội dung hoàn toàn sai với sự thật về căn cứ cống thoát nước mùa thu, thì mình đã đích thân sử dụng tài khoản chính, đó là tài khoản Chani, để lại một bình luận bằng tiếng Anh dưới cái video đó. Nhưng cuối cùng, chỉ sau một ngày, bình luận của mình đã hoàn toàn biến mất. Vậy có nghĩa là sao? Anh ta đã cố ý xóa cái bình luận của mình đi nhằm che giấu hoàn toàn sự thật. Cái thanh niên đu càng này thực sự không có một chút hối lỗi, mà còn cố ý và cố gắng tiếp tục làm những cái điều sai trái của mình. Anh em nghĩ sao? Chúng ta có nên chạy qua đó chửi thanh niên đó bằng tiếng Anh hoặc là bằng tiếng Nhật? Về cơ bản, mình đã hết thuốc chữa với thanh niên này. Công sức 2 tháng tất cả mọi người đã bỏ ra để xây dựng một công trình, đến lúc thanh niên đó làm video thì nó nói là không phải là nhờ công sức của anh em mình, không hề nhắc tới bất kỳ một cái tên nào ở trong đội xây dựng cả. Ước gì
có anh em nào qua channel đó xong gỡ cái video đó xuống được ha. Cảm ơn mọi người đã nghe câu chuyện của mình ngày hôm nay. Nên nhớ đừng bịa đặt bất cứ thứ gì mà anh em không biết. Chúc anh em có một ngày tốt lành. Bye bye.